Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đang có mặt bên dòng sông Trà Bồng ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Và video hôm nay mình sẽ cho máy bay đi khám phá thị trấn Châu Ổ, một thị trấn của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập năm 1986. Đây là cây cầu đường sắt bắc qua con sông Trà Bồng để hệ thống đường sắt Bắc Nam chạy qua đây. Và mình sẽ cho máy bay xuất phát từ đây. Con xe của mình đang nằm ở dưới bóng cây kia các bạn. Mình sẽ cho máy bay hướng về phía bệnh viện huyện Bình Sơn, sau đó cho máy bay quay trở lại và đi dọc theo quốc lộ 1A để quay thị trấn Châu Ổ hai bên quốc lộ 1A. Thị trấn Châu Ổ được thành lập vào ngày 19 tháng 2 năm 1986 trên cơ sở diện tích đất của 3 xã, của cái xã Bình Long, xã Bình Thới và đến ngày 1 tháng 12 năm 2003 tiếp tục lấy đất của xã Bình Trung và xã Bình Thới về với thị trấn Châu Ổ để mở rộng diện tích của thị trấn Châu Ổ. Và trong năm nay, mùng 10 tháng 1 năm 2020 thì xã nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Bình Thới vào thị trấn Châu Ổ luôn. Đây là cây cầu Châu Ổ bắt qua sông Trà Bồng. Thị trấn Châu Ổ nằm ở trung tâm của huyện Bình Sơn, có vị trí địa lý phía đông giáp với xã Bình Phước, phía tây giáp với xã Bình Sơn, phía nam giáp với xã Bình Long và phía bắc giáp với xã Bình Dương. Quanh năm tiếng sóng vỗ rì rào, mùa cá chuồn về càng xa thì lao xao. Dân quê tôi hiền hòa như hạt muối Bình Châu Bình Thuận, như nước con sông Trà Bồng đã nuôi lớn bao thế hệ dân mình. Bình Sơn tiếng mẹ ồ vào lòng tôi từ lúc nằm nuôi đến khi thành người, dù trong gian nan dù trong vất vả vẫn một lòng một dạ quy chung. Bình Sơn ta thương nhớ nhau thì về Quảng Ngãi, son sắt với quê hương như ghé vàng thương, bao yêu thương người ra dung quất. Bình Sơn quê mẹ một đời mến thương, Bình Sơn ta thương nhớ nhau thì về Quảng Ngãi, son sắt với quê hương nhớ ghé vàng thương, bao yêu thương người ra dung quất. Bình Sơn quê mẹ một đời mến.